có một điểm thôi. Quýnh quýnh kia ở trên nha. Chơi ha, rồi bút trên, rồi bút trên, rồi bút dưới đánh khỏi ha, rồi vô bút trên, vô. Rồi. Gì vậy? Đúng đúng cái trò vậy. Mà xi nhiều vô, đỡ không chạy á. Rồi vô. Rồi khóc đeo. Đây. Dưới hả? Rồi. Chưa 11 mà. Đây 11. Chưa 11 mà. Đây cho nó đây. Giờ sao? Hả? 11 rồi, không nữa, qua đây 11 rồi. Đúng đấy, đúng đấy.
Ao. Khó chịu quá không? Đạo 4 2 2 2 2 2 2 vô đấu vòng tròn mà ai thắng chung kết chứ. Nói giật mới không thì để cho thắng lấy mày thôi, đi vô đi làm bóng sáng mới. Mới mua 5 triệu á. Mà nhà anh mua có tiền ba đâu.
Đó cái đó hạ level đánh không lại nữa hả? Hạ level đánh không lại là xong rồi đó. Chào camera. Ai thắng là ông không thắng được là vô chung kết chứ còn. Còn mà giống SEA Games mà, SEA Games mà này SEA Games mà, khai mạc SEA Games mà. SEA Games. Thôi á. Thank you.
đeo. Mới hình như là đâu hình như là kết với Khanh kìa. Rồi chung kết đi. Bỏ cuộc là ta hà chứ. À vậy hay. Rồi chung kết hà đó hả? Bỏ cuộc là thua nha. Bỏ cuộc là đội này là đội thế á. Tranh chức kiểu đó. Hỏi lắm coi. Đi một vòng á. Vòng mấy OC á, tại đánh đơn mà đánh đơn là mày gấp đôi cái đánh thường. Phải di chuyển liên tục á. Đâu cái ba lần. Đúng không Khanh? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn chơi nghỉ 30 phút rồi vô. Đấu người mới ra đấu là ăn già, tên là già. Tên luôn phải chính thức. Thôi chấp hai người thuộc ấy. Chấp hai người cho chấp em 5 điểm. Chứ hai người bỏ nhỏ rồi bước xa chạy lại ông nội. Đúng không? Ai chạy nổi, chạy lên bỏ xuống ai chạy. Em 5 điểm. Quả mai mới có cơ hội với cậu đâu mà ra cơ hội. Chấp nó 5 điểm kìa. 1 chấp 2 chấp nó 5 điểm. Ờ, 1 chấp 2 chấp 5 điểm. Rồi vô. Rồi hết coi như là hai anh đồng duy nhất tôi với nhì rồi đó. Rồi không chung kết thôi. Rồi vô.
em lấy bút nhỏ đó nha. Ok, em lấy bút nhỏ thôi chứ em lấy bút xa chạy. Lấy bút nhỏ thì phải quánh đồng điểm. Đồng điểm thì được. Đồng điểm với một người chạy dễ hơn hai người. Đâu bậy vậy? Thiệt. Quan trọng là có sức hay không thôi. Rồi vô, năm điểm. Đồng điểm. Đồng dưới bông, à, dưới bông. Rồi vô. Đó, năm điểm là đứng đây đây nha, 5-0. Đây. Rồi vô, quá rồi. Chạy cái chiều rồi. Xong phim hai mệt không? Dao nhỏ rồi, giờ má ơi không đâm không dao đã rồi.
Thì này chị mới lắng rồi. Thôi. Không muốn gì nữa.